Hello, chào mừng đến với video đầu tiên của chuyên mục 360 độ nước hoa, nơi mà các anh em có thể đặt bất kỳ một câu hỏi cho bất kỳ chai nước hoa nào các anh em muốn. Và mình sẽ cố gắng với khả năng của mình để làm sao có thể chia sẻ được với các anh em cho những cái chai nước hoa mà chúng ta đang quan tâm. Và đấy là cái chủ đề của video ngày hôm nay. Và nếu như các anh em nào có lần đầu xem video này của mình thì mình rất hy vọng các anh em hãy bấm subscribe để chúng ta có thể gặp lại nhau được nhiều hơn. Và chắc chắn rồi, mình rất hy vọng các anh em nào có muốn mua một sản phẩm nào đấy thì hãy click vào đường link mình để phần mô tả để giúp cho mình có thêm cái động lực xây dựng và phát triển kênh. Mình rất là cảm ơn. Còn bây giờ anh em mình hãy đến với video đầu tiên của chuyên mục 360 độ nước hoa. Ok, let's go. Ok, do có khá các câu hỏi đến từ các anh em cho nên mình sẽ cố gắng trả lời một cách ngắn gọn xúc tích để làm sao các anh em có thể nắm được những cái thông tin cơ bản. Còn chủ yếu vẫn là phải là các anh em đó. Thì chúng ta đến với câu hỏi đầu tiên của bạn có nick đó là Trần Văn Cường 679. Bạn có hỏi mình về chai nước hoa Dior Fab Delicious và chai này có đáng mua hay không? Thì đây là những chia sẻ của mình. Đây là một chai nước hoa mà nó mang theo cái nhóm mùi common, mùi hương của thức ăn với tonka, vani, cacao. Cho nên về cơ bản khi mà xịt chúng ta sẽ thấy đây là một tông mùi ngọt, ngậy và thơm. Nó có hơi một chút gì đấy giống như kiểu có thêm lavender nên chúng ta sẽ cảm thấy nó hơi phấn phấn đó. Còn về cơ bản đây là một mùi thơm, ngọt và ngậy, rất là phù hợp dành cho mùa đông. Và đặc biệt các anh em nào mà thích cái style mùi gourmand, mùi hương thơm của thức ăn thì chắc chắn đây là một chai nước hoa chúng ta phải sở hữu. Tuy nhiên ở đây có hai cái mà chúng ta cần phải lưu ý. Điều đầu tiên, mùa lạnh thì chắc chắn rồi, nhưng mà cái độ đa năng khi mà sử dụng thì mình nghĩ rằng mùi hương này nó phù hợp với outdoor, với là môi trường bên ngoài hơn là sử dụng trong cái phạm vi không gian hẹp. Mà ở đây ví dụ như khi mà chúng ta đi làm hoặc là chúng ta đi gặp gỡ những cái buổi ở trong một không gian hẹp thì Dior Fab Delicious mình không nghĩ rằng là phù hợp. Do vậy với một cái mức giá bỏ ra khá là lớn thì các anh em nên cân nhắc. Và cái thứ hai thì nó là theo cái cảm nhận của mình, nó là kiểu tuyến tính một mùi thì một chai của nó là 125ml và một cái mùi hương tuyến tính một mùi thì rất là dễ có nguy cơ mà chúng ta sẽ cảm thấy là nhanh chán. Có thể là xài khoảng 40ml đã chúng ta đã cảm thấy là nó kiểu nó hơi đơn điệu kiểu như thế. Mặc dù mùi của nó rất là ngon nhưng cũng khá là, ví dụ 40ml xài khoảng một time ngắn ấy thì chúng ta sẽ, có thể chúng ta sẽ cảm thấy nó hơi đơn điệu. Thì đấy là cái mà bạn Trần Văn Cường nên lưu ý. Còn lại đây là một cái mùi rất là ngon, và đặc biệt nếu như bạn là một fan của nhóm mùi gourmand thì chắc chắn là phải có. Còn nếu mà không thì bạn nên cân nhắc đó. Câu hỏi thứ hai của bạn Lê Thanh Khôi, bạn có hỏi mình về Soul of the Forest và Whisper on Library của nhà Mason Margiela. Thì cái chai Whisper on Library mình chưa kịp xem, còn Soul of the Forest mình đã từng được ngửi mùi rồi. Thì về cơ bản đây là một mùi gỗ kết hợp theo một cái thiên hướng aromatic, dạng kiểu mùi gỗ thơm mát. Tuy nhiên nó là một mùi rất là dễ ngửi và cũng rất là đơn điệu. Cái chai này mình ngửi khoảng đâu khoảng 4-5 lần ấy, là mình đã cảm thấy rằng nó kiểu nó không có một cái gì đấy, nó không tạo cho mình một cái sự gây nghiện đó, một cái sự gây nghiện để mà hứng thú để ngửi lại. Cho nên cộng thêm cái mức giá để sở hữu thì cũng không phải là rẻ, mùi hương thì cũng không phải là quá nổi bật. Cho nên là em nên cân nhắc nếu như quyết định sở hữu chai nước hoa này. Mùi thì dễ ngửi, dễ dùng. Tuy nhiên như đã nói là mùi của nó không tạo cho mình một cái cảm giác nó hưng phấn đó, kiểu như thế. Nó không gây nghiện cho mình thì em nên cân nhắc. Bạn Khang Tăng 168 có hỏi mình về Aisha Super và gợi ý một vài chai nước hoa có sử dụng chất liệu này. Thì với cái hiểu biết của mình, Aisha Super trong ngành nước hoa nó giống như là một cái chất phụ gia hơn là một nốt hương chính. Có nghĩa rằng khi mà chúng ta có vani, chúng ta có thể có gỗ và chúng ta muốn thêm một cái liều topping để làm sao cái mùi hương của vani nó đưa đẩy hơn, cái mùi gỗ nó bóng bẩy hơn, nó mịn mà hơn, thì đối với Aisha Super nó sẽ là một cái nốt hương, nó giúp cho những cái nốt chính đấy nó thêm phần bay bổng, nó bay hơn. Chứ không phải, mình không thấy rằng Aisha Super là một cái nốt hương để có thể làm nốt chủ đạo. Ví dụ như Lalique and Crenoir hoặc Nautica Voyage, những cái chai nước hoa mà chúng ta có thể gặp rất nhiều ở trên thị trường, đấy đều là những chai có sử dụng Aisha Super hoặc là Dior Fahrenheit đó. Nó được sử dụng đến tận 32% của cái chất này.
Do vậy, trong ngành hương liệu với hiểu biết của anh thì Asia Super nó là một cái chất phụ gia, giống như kiểu chúng ta nấu ăn ấy. Với hiểu biết của anh nhé, có thể là đúng có thể là sai, nhưng đấy là những cái gì anh đang hiểu về cái chất này. Cho nên để mà chọn một cái chai mà vài chai như em đang muốn tìm hiểu thì em có thể là Lalic and Cranor, là Dior Fahrenheit hoặc là Molecule 01. Đặc biệt là Molecule 01 thì theo như giới thiệu của họ là họ sử dụng 100% ASEAN Super. Tuy nhiên đấy là cái 100% của họ. Còn về cái tiêu chuẩn thì chúng ta không thể biết được là nó sẽ tương ứng được bao nhiêu. Thì đấy là một vài cái thông tin anh có thể chia sẻ với em về cái ASEAN Super này. Bạn Quý Phạm 5845 có hỏi mình về chai Cartier Tatcha Perfume. Và nó có thể sử dụng trong hàng ngày đi tiệc và liệu nó có quá già với độ tuổi 30 hay không. Thì về cơ bản chai nước hoa này có sử dụng ba nốt hương chính, đó là bougie, men cay nồng của rượu, sandalwood gỗ và benzoin, mùi hương nhựa thơm và ngậy. Thì ba cái nốt này khi blend với nhau theo cái cảm nhận của anh nó sẽ có thiên hướng một chút classic. Classic thì anh nghĩ là khoảng đến 90%, còn ít hay nhiều thì là tùy theo cảm nhận của mỗi người. Do vậy nếu như em là một người theo một cái phong cách trầm, điềm đạm và chín chắn thì chắc chắn đây là một chai nước hoa rất đáng để sở hữu. Tuy nhiên anh không nghĩ rằng đây là một chai nước hoa có cái độ thiện chiến cao. Có thể em sử dụng để đi làm hoặc đi gặp mặt những cái buổi trang trọng thì ok, còn để em đi bay, đi party thì sản phẩm này của nhà Cartier anh nghĩ là em nên cân nhắc. Nhà Cartier này anh đánh giá rất cao về cái chất lượng làm mùi hương, cho nên là em nếu mà được em cố gắng tìm chai nước hoa này để thẩm mùi. Ok. Bạn Trung Thế Trainer có hỏi mình về chai nước hoa Discreet Rocky Mountain, và chai nước hoa này đã bị ngưng sản xuất. Do đó bạn có hỏi mình là có thể giới thiệu một vài chai nước hoa để có thể thay thế hay không. Phải nói thật, để tìm một chai nước hoa thay thế hay bất kỳ một cái mùi hương nào độc đáo thì không bao giờ là dễ dàng. Như mình ấy, thậm chí có những chai mình phải mất hàng tháng rời, và nó phải có cái thêm cái yếu tố may mắn thì mới tìm được, chứ không phải là cái chủ tìm là tìm. Do vậy trong cái khoảng thời gian 4-5 ngày em có comment hỏi anh thì cũng rất là khó. Mặc dù vậy anh cũng đã bỏ khoảng nửa ngày để có thể tìm liệu có thể, với hy vọng là có thể tìm một vài chai thay thế được cho em hay không. Thì ở đây thì anh nghĩ ra được cho em 3 chai và hy vọng rằng em có thể đi thẩm mùi và lựa được cho mình cái mùi hương thay thế của Rocky Mountain. Một cái mùi hương gỗ mà khi mà chúng ta xịt chúng ta sẽ cảm thấy có hoa, có lá, có thiên nhiên, nói chung là nó rất là thú vị. Chai nước hoa đầu tiên đó là Embassy White Forest. Nếu như mà em có sinh hoạt trên Fragrantica thì em đều đã biết là dân tình ở bển đều vote chai nước này. Chai nước hoa này có cái nét giống với sản phẩm Rocky Mountain rất là cao. Do vậy nếu như mà có thể thì em hãy tìm hiểu về chai nước hoa này trước. Chai nước hoa thứ hai thì đấy cũng là một sản phẩm đến từ nhà Discreet và nó có tên là Wood for Him. Chai nước hoa này nó cũng sử dụng một số nốt tương đồng với Rocky Mountain, ví dụ như là Violet, nốt gỗ, Vetiver, và cũng được đánh giá là có nét tương đồng với sản phẩm đã bị ngưng sản xuất kia. Do vậy và cái chai này hiện nay thì vẫn đang bán rất là nhiều trên thị trường. Do vậy nếu như có thể thì em hãy thử mua chiếc đó. Và cái chai nước hoa cuối cùng thì thực tế là anh cũng chưa bao giờ anh nhìn thấy nhá. Nhưng anh sẽ vẫn lý giải ở đây để nếu mà như kiểu biết đâu được em có nhiều mối quan hệ em có thể tìm được. Đó là Mancera Whitewood. Đây là một mùi hương có sử dụng nốt gỗ, nốt green, violet đó. Đại khái là nó cũng có tí của Rocky Mountain. Tuy nhiên thì chai nước hoa này thì thật sự là anh lần đầu anh chưa thể anh nhìn thấy. Tuy nhiên như anh đã nói thì anh vẫn list ra. Thì với hy vọng rằng ba chai nước hoa này thì em có thể có điều kiện đi thẩm mùi và lựa được cho mình cái mùi hương thay thế Rocky Mountain. Bạn Tài Oni có hỏi mình về chai Arancia di Sicilia của nhà Paris Monte Carlo. Đây có phải là một mùi cam quýt rất là ngon không? Thì thực ra thì mình chưa ngửi chai nước hoa này. Tuy nhiên sau mấy hôm mình có nghiên cứu thì đây là một mùi hương khi mà cái open note của nó được đánh giá là có cái mùi cam rất là thật. Nó có thể giống với chai Thierry Mugler Ultra Zest hoặc là Atelier Orange cái gì đấy. Một cái chai màu vàng mà một cái mùi cam rất là thật đó. Thì cái chai này open note của nó là một cái mùi cam rất là thật. Tuy nhiên ở cái dry down của nó thì nó sẽ thêm một cái nền ngọt và ngậy, mà có những người miêu tả là nó giống như kiểu một cái miếng bánh cam ngọt. Do vậy nếu như mà em thích một cái mùi hương thuần citrus hoặc có thể chỉ có cam chanh thôi thì sản phẩm của Paris Monte Carlo này chưa chắc đã là cái đúng gu với em.
Tuy nhiên nếu như em thích cái vị cam mà nó có thêm một cái chút lime base trên cái dry down mùi, có thể là ngọt, có thể là một cái gì đấy xả powdery hay một cái gì đấy, thì sản phẩm này rất đáng để em trải nghiệm. Còn lại như em nói, nếu như em thích một cái mùi thuần về citrus thì em nên suy nghĩ lại đó. Có hai người anh em comment hỏi mình về một số sản phẩm của nhà Roja. Thì thật ra trước kia mình đã có một cái video một số nhà nước hoa niche không xứng đáng với giá tiền, và Roja là một trong những nhà nước hoa đấy. Đến bây giờ mình vẫn bảo lưu cái quan điểm này. Về cơ bản, nhà Roja họ sử dụng những cái nốt hương theo như họ quảng cáo là nốt hương cao cấp, nguyên liệu cao cấp. Cách blend mùi của họ là mượt đó. Đấy là hai cái điểm mà mạnh mà mình không phủ nhận. Tuy nhiên, cái mà mình không đánh giá cao ở nhà nước hoa này đó là sự sáng tạo trong mùi hương. Ví dụ như ở đây có bạn hỏi mình đó là Roja Isla Blue hoặc Roja Burlington 1819. Thì đây là hai chai nước hoa có sử dụng những cái nốt hương rất là cơ bản, cam, chanh, một chút bạc hà đó. Nói chung đây là cái cách blend mùi rất là cơ bản. Mùi mượt hay không thì mình nghĩ rằng Roja thì họ làm rất là tốt về những cái này. Nhưng cái sáng tạo mùi hương thì mình nghĩ rằng đây là một cái gì đấy nó hơi xa xỉ đối với những sản phẩm của Roja. Cộng thêm những cái mức tiền bỏ ra thì trên trời dưới biển, cho nên là mình có thể trả lời với hai người anh em này rằng là tốt nhất là hai bạn nên đi trực tiếp thẩm mùi. Thẩm mùi ở đây không phải là mùi nó có mượt hay không, mà thẩm mùi ở đây để chúng ta biết rằng cái mùi hương này có xứng đáng với cái giá tiền mà các bạn sẽ định sở hữu hay không đó. Còn về nếu như chúng ta muốn tìm một cái mùi hương mà nó tươi mát, nó mượt mà nó không hóa học thì chắc chắn rồi, Roja cái đấy họ làm rất là tốt. Còn về cái sự sáng tạo mùi hương thì cái quan điểm của mỗi người khác nhau. Còn đối với anh, Roja, anh sẽ không bao giờ mua dù là không bao giờ. Ok. Bạn Toàn Nguyễn FQ7TS có hỏi mình về chai hoa Vetiver Sander của nhà Maria Jane. Thì rất là trùng hợp, đó là mấy hôm trước mình cũng có nói chuyện với một người em khi bạn ấy mua và có feedback với mình về chai nước hoa này. Thì nói chung là cái ấn tượng nó không quá là ấn tượng lắm, nó không quá là đặc biệt. Một cái mùi hương Vetiver kết hợp với gỗ và một cái nốt hương tự nhiên mình lại quên mất rồi, Pie. Lại khái là nó sẽ có thiên hướng một dạng kiểu có hương bài thơm ngát đó, thơm nhẹ nhàng, aromatic vetiver kiểu như thế. Thì thực ra một mùi hương nói chung là không tệ và cũng không phải là xấu, nhưng so với cái giá tiền bỏ ra thì thực sự là nó quá là over. Cho nên là nếu như mà em có ý định mua chai nước hoa này thì em nên cân nhắc để làm sao mà tránh bị bỏ ra một cái số tiền lớn mà mua về lại fail thì cũng rất là đáng tiếc đó. Còn thì quan điểm của anh là anh không thích chai nước hoa này. Có rất nhiều những mùi hương vetiver rẻ hơn và mùi hương không hề là kém cạnh đó. Bạn Nguyễn Khánh ICHD có hỏi mình về hai sản phẩm của nhà Euphoria, đó là Gen và Majura. Trước tiên chúng ta cùng nói về Gen của Euphoria này. Đây là chai nước hoa có sử dụng nốt tre và orange blossom cộng thêm một vài nốt khác. Và cái tre ở đây, nốt tre, nếu như anh em nào chưa biết thì đây là một nốt nó khá là khác so với ngoài đời. Nếu như chúng ta ví dụ đã từng mua cái món cơm lam và chúng ta được ngửi cái mùi tre nó ảm vào cái mùi gạo thì chúng ta sẽ nghĩ rằng đây là mùi gỗ rất là thơm và nước hoa cũng sẽ là như tương tự như thế. Nhưng không, tre ở trong nước hoa nó là một dạng nốt mùi, nốt gỗ và có thiên hướng white floral một chút xíu thôi. Đó là hoa trắng, gỗ nhưng có thiên hướng tông mùi hoa trắng. Ví dụ như ở đây, nếu như anh em nào chưa biết về nốt tre, chúng ta có thể thẩm mùi chai hay của Amfresum, một cái chai nước hoa sử dụng nốt tre, cảm nhận chúng ta có thể cảm nhận rất là rõ đó. Nó khác với tre ngoài đời lắm các ông ạ. Đó. Thì trả lại với cái chai Gen này thì nó kết hợp cùng với nốt hoa Orange Blossom là một nốt hoa trắng. Cho nên về cơ bản đây là một nốt gỗ có thiên hướng mix cùng với hoa trắng. Thì nếu như bạn thích một cái mùi tông mùi gỗ thuần thì có thể là nên bỏ qua chai Gen này. Còn lại nếu như bạn thích có một chút gì đấy hoa lá thì có thể thẩm mùi đó. Còn cái chai thứ hai đó là
Majura thì đây là một chai có sử dụng rất là nhiều nốt animalic, nốt mùi hương của động vật, cho nên là bạn nên thực nói chung là trực tiếp thẩm mùi. Chai này, những cái chai mà có sử dụng nốt animalic thì đừng bao giờ tin ai cả, chỉ có bạn đi trực tiếp thẩm mùi mà thôi là cái chuẩn nhất. Và cuối cùng đó là câu hỏi của bạn Quang Nguyễn M4U. Ok. Nếu có thể anh review giúp em chai Ancreen The Fumi của Segalutan, đây là một sản phẩm mới ra mắt của nhà nước hoa này. Và cái câu trả lời của anh đó là rất rất đáng để thử em. Một chai nước hoa có sử dụng nốt thuốc lá chocolate đó và rượu rum, rất 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 là đáng thử. Nếu mà chúng ta đã ngửi Sunset Majesty, chúng ta sẽ phải ồ lên rằng cái mùi chocolate của chai nước hoa này sử dụng quá là đẹp. Và ở chai mới ra mắt này thì nó còn được kết hợp cùng với thuốc lá và rượu. Nói chung anh cảm thấy rất là hưng phấn khi nhìn những cái nốt hương này, và cái comment trên những cái cộng đồng sử dụng nước hoa cũng rất là tích cực. Do vậy nếu như có thể em hãy thẩm mùi chai nước hoa này ngay và luôn, và thậm chí là có thể blind buy thì có kèo rẻ. Ok. Thì vừa xong cái video đầu tiên của chương mục 360 độ nước hoa đã hết. Mình rất hy vọng rằng những cái chia sẻ của mình dựa theo những cái gì mình có thể cố nhất rồi đấy. Đó, rất hy vọng là làm hài lòng các anh em. Nếu như những câu hỏi nào của các anh em mà chưa thấy đề cập trong video này thì mình sẽ trả lời bằng comment trong video mình giới thiệu của chủ đề 360 độ nước hoa. Đó, còn bây giờ anh em mình chào thân ái và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Ok, bye bye.